Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình thời sự trên kênh VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Một số nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 4 tháng 2 năm 2013. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Chuyện sốt giá nhiều mặt hàng thực phẩm trong những ngày giáp Tết không phải là điều bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng nói đằng sau việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm có hay không chuyện làm giá. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Quý Tỵ 2013 cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia. Sau 5 ngày xét xử công khai và 2 ngày nghị án, sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đã tiến hành tuyên án. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp thứ tư vừa qua, Quốc hội khóa 13 đã ban hành 7 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực lập hiến, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Các nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải thực hiện trong năm nay và các năm tiếp theo. Đồng thời, các nghị quyết cũng đặt ra trách nhiệm đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết. Ngay sau khi các nghị quyết có hiệu lực thi hành, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu và các đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan tổ chức hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết này. Triển khai đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hai phong trào, năm xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, thực hiện có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm nay được tỉnh đoàn Phú Yên triển khai vào sáng nay. Theo đó sẽ tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đoàn, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Đặc biệt chú trọng tổ chức đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch tuổi trẻ, chung tay xây dựng nông thôn mới, thành lập các tổ vay vốn tiết kiệm giúp thanh niên lập nghiệp với các tiêu chí cụ thể. 100% cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. 50% đoàn cấp huyện thành lập mô hình câu lạc bộ 100 triệu. Năm 2012, 75% chi đoàn và đoàn viên đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tổng số dư nợ do đoàn viên thanh niên quản lý hơn 50 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 3.700 hộ thanh niên được tiếp cận nguồn vốn vay. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 1 năm nay đạt 209.526 tỷ đồng, tăng 2,15% so với tháng trước. Trong đó, mức tăng chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thương nghiệp và khách sạn nhà hàng do nhu cầu hàng Tết, liên hoan cuối năm bắt đầu tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng mức bán lẻ tháng 1 chỉ tăng 8,11%. Đây là mức tăng khá thấp do dịp tiêu dùng cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Thìn nằm hoàn toàn trong tháng 1, trong khi dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ tập trung vào đầu tháng 2. Giá cả hàng hóa tiêu dùng nói chung không có sự chênh lệch lớn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, trong thời gian tới, các mặt hàng thiết yếu thị trường trong nước sẽ sôi động do các hoạt động mua sắm Tết, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng tháng 2. Đồng thời, nếu các địa phương tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong thời gian trước và sau Tết, thì chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng cao. Khi Tết chỉ còn tính bằng ngày thì hiện nay, tại nhiều địa phương, mặt hàng thịt heo đã rục rịch tăng giá và nhiều khả năng sẽ còn biến động trong những ngày giáp Tết. Chuyện sốt giá nhiều mặt hàng thực phẩm trong những ngày này không phải là điều bất ngờ với người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều đáng nói là đằng sau việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm có hay không chuyện làm giá, thực tế tại nhiều chợ tỉnh Khánh Hòa cho thấy giá thịt heo tăng không phải là do khan hiếm nguồn hàng mà chủ yếu là do chuyện làm giá ở khâu trung gian trong chuỗi đưa thực phẩm từ sản xuất ra thị trường. So với trước 20 tháng Chạp, ở nhiều chợ tại Khánh Hòa, hiện tại giá thịt lợn đã tăng thêm 5.000 đồng một kg. Đà tăng giá này cứ tiếp tục nhích lên cho đến phiên chợ cuối năm. Nhiều tiểu thương cũng đưa ra dự báo, so với ngày bình thường, giá thịt lợn sẽ tăng thêm 50.000 đồng một kg vào những ngày giáp Tết.
áp lực tăng giá khiến cho bất cứ người tiêu dùng nào cũng lo lắng và không thể không thắc mắc vì đâu mà giá nhiều mặt hàng thực phẩm, nhất là thịt lợn lại tăng giá cuối năm, như đó là quy luật của thị trường. Chi cục Thú y Khánh Hòa khẳng định, lượng cung thịt gia súc gia cầm trên thị trường là hoàn toàn đảm bảo bởi dịch bệnh trên gia súc gia cầm ở tỉnh này đã khống chế từ nhiều tháng trước và giá thịt lợn tăng hoàn toàn không phải do khan hiếm nguồn cung. Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi và Cục Thú y trên địa bàn cả nước thì đàn gia súc có giảm nhưng mà vẫn đủ cái lượng để cung cấp. Riêng đối với địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì lượng thực phẩm để cung cấp ngoài cái hệ thống chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán trong dân thì có hệ thống CP, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung ứng ra cái nguồn heo và nguồn gà tương đối phục lớn để đảm bảo được cái cung ứng trên thị trường. Thông tin về khả năng cân đối cung cầu tiếp tục được các đầu mối cung ứng thịt lợn ở Khánh Hòa khẳng định. Trên 100.000 con lợn ở vùng chăn nuôi Khánh Hòa hoàn toàn đủ cung ứng cho thị trường tiêu dùng, được xem là có sức mua khá mạnh này. Vì vậy, lý giải cho việc tăng giá, các tiểu thương ở chợ cho rằng xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là tâm lý tiêu dùng ngày giáp Tết, và thứ đến là hiện tượng làm giá ở những điểm cung ứng thịt lợn ra bán lẻ. Nó tăng từ ở lò, tăng ngay ở lò mổ chứ không phải là tăng ở các chị bán lẻ. Đại khái là có những lúc có khi là ở chợ này đùi bán 150, nhưng mà có chợ kia bán 120 hoặc là có chợ bán 130. Nó tùy theo cái mức mua của từng chợ nữa. Con đường từ vùng chăn nuôi đến khi có được thịt lợn vào tay người tiêu dùng là cả một chặng đường dài với nhiều người trung gian. Cứ qua một khâu trung gian, giá lại đội lên. Biểu hiện rõ nhất là ở các chủ lò giết mổ lợn. Mỗi ngày, trước khi phân phối thịt lợn cho những người bán lẻ, các chủ lò lại tự điều chỉnh mức giá bán sỉ. Việc điều chỉnh này không dựa theo giá lợn hơi ở vùng chăn nuôi, mà theo cảm tính sức mua nhanh hay chậm trên thị trường. Mua dê, mình mua heo của chủ lò thì nó làm ra nó đấu giá, nó bán giá kẻ, ví dụ như là hút heo thì nó bán lên. Ví dụ mà lỡ là bữa nay nó làm heo dư á, thì nó bỏ rẻ lại một chút. Cái còn vé của chủ lò nó nắm chứ mình người mua mình nắm vé không có được. Nói chung thì chủ lò nó phải đưa ra vé thì mình mới lên được. Chứ còn nếu mình mua cái vé bình thường như mọi ngày thì mình cũng bán cái vé bình thường, không lên được. Như vậy, hiện tượng làm giá đối với một số mặt hàng thực phẩm được gọi là mặt hàng nóng trong ngày Tết là hoàn toàn có thật. Cái khó về mặt quản lý là chuyện tăng giá này mang tính nhất thời, không đồng đều cho các chợ. Thậm chí, một mặt hàng trong cùng một chợ cũng có nhiều giá, và trong một ngày lại có nhiều mức giá khác nhau. Tất cả đều đổ lỗi cho chợ cuối năm, do Tết. Nhưng đằng sau đó lại là hiện tượng làm giá rất khó kiểm soát. Chương trình sẽ tiếp tục với một số hoạt động đón Tết tại các địa phương. Tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Quý Tỵ 2013 cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia. Phát biểu chúc Tết bà con, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vui mừng thông báo về việc lần đầu tiên trong 20 năm qua, Việt Nam đã xuất siêu sang Malaysia lượng hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2012. Năm 2013, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia, Đại sứ mong bà con tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước. Trong ngày Tết cộng đồng năm nay, bên cạnh các món ăn Tết truyền thống như bánh chưng, giò chả, nem rán, bún măng, bà con còn được thưởng thức những bài hát thấm tình quê hương do đoàn ca sĩ, do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ làm trưởng đoàn thể hiện. Theo Đại sứ quán Việt Nam, hiện có khoảng 70.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia. Trong những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, các địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để mừng xuân Quý Tỵ và tích cực chăm lo cho người nghèo đón Tết cổ truyền. Được sự chấp thuận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo chi hỗ trợ quà Tết Quý Tỵ cho gần 109.000 đối tượng với tổng số tiền gần 76 tỷ đồng, tăng 17,6 tỷ đồng so với tiền hỗ trợ quà Tết Nhâm Thìn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, đã đến thăm chúc Tết nhân dân và chiến sĩ trên đảo Tiền Tiêu Cù Lao Xanh, tức xã đảo Nhân Châu thuộc thành phố Quy Nhơn. Xã đảo Nhân Châu hiện có 496 hộ với gần 2.148 nhân khẩu, trong đó có 2 gia đình liệt sĩ, 4 gia đình thương binh và 60 hộ nghèo.
Đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các hội đoàn thể lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đã thăm hỏi, trao quà Tết cho các gia đình liệt sĩ, chính sách và các hộ nghèo, đồng thời giúp nhân dân sống trên xã đảo đón Tết Quý Tỵ ấm no hạnh phúc. Đối với chính quyền xã Nhân Châu, trạm gác hải đăng Cù Lao Xanh và lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo như đồn biên phòng 332, đại đội D30 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã chúc Tết, động viên tinh thần kỷ luật, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển Tổ quốc của các sĩ quan, chiến sĩ ngay cả trong thời gian nghỉ Tết. Thưa quý khán giả, không khí đón Tết đang hiện diện khắp nơi, không chỉ ở vùng đồng bằng, nơi có đông người Kinh sinh sống, mà ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Hộ khá giả thì tự sắm sửa Tết cho gia đình mình, còn những hộ nghèo thì có sự chung sức của các ban ngành đoàn thể, và cũng chính vì thế mà không khí đón Tết của đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn, các huyện miền núi đầm ấm vui hơn. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Vượt hơn 30 km, hôm nay Mỹ Nghiệp ở xã Krongpa xuống tận trung tâm chợ Sơn Hòa mua sắm để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến. Chỉ tính riêng tiền bánh, Mỹ Nghiệp đã chi đến 300.000 đồng. Năm nay gia đình Mỹ dành đến 1 triệu để sắm sửa ăn Tết cổ truyền của dân tộc. Không khí đón Tết Quý Tỵ 2013 giờ đang hiện diện khắp buôn làng của Mỹ Nghiệp. Rồi thịt, rồi gà vậy chứ cũng ăn như người Kinh vậy. Có mua sắm quần áo mới cho các cháu không? Cũng mua quần áo cho nhỏ cũng sắm chứ. Ăn Tết cũng giống nhau như vậy. Có người là giàu có là gà này, heo này, nó mừng cái năm cũ bước qua năm mới đấy, cho là sung sướng, giúp để mình lấy mừng một cái tuổi mới nữa. Quá trình sinh sống và ảnh hưởng văn hóa người Kinh nên giờ đây, bên cạnh những lễ hội truyền thống của dân tộc mình, đồng bào các dân tộc thiểu số đã có xu hướng ăn Tết cổ truyền như người Kinh. Có thể nhìn thấy điều này ngay tại trung tâm bán hàng Tết ở các huyện miền núi tỉnh Phú Yên. Các hộ gia đình là người Ede, Chăm Roi, Ba Na tất bật sắm sửa Tết. Không biết quà thì để đón tiếp mấy đứa cháu nó đến thăm hỏi đấy, rồi có thứ này thì dọn ra để ăn nói chuyện. Các công ty, các doanh nghiệp nói chung, các tổ chức tạo điều kiện có những xuất quà thì cũng tạo điều kiện cho bà con như là có thêm những cái phần quà như là để mà cùng với đồng bào chung của xã để mà đón Tết vui vẻ. Tết này, ngoài hơn 7 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh Phú Yên dành tặng hơn 21.000 suất quà cho hộ gia đình chính sách, người nghèo, thì hàng chục ngàn suất quà Tết từ sự chung sức của các doanh nghiệp, các ban ngành, đoàn thể cũng đã được đưa về các huyện miền núi khó khăn của tỉnh. Ngoài chuẩn bị rượu cần, gà, năm nay gia đình Mỹ Nhàn mua quần áo Tết cho cả nhà thật sớm. Sắc xuân đang hiện diện ở những buôn làng miền núi tỉnh Phú Yên. Tết này thêm một cái Tết, đồng bào dân tộc thiểu số ăn Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Sau 5 ngày xét xử công khai và 2 ngày nghị án, sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đã tiến hành tuyên án, 22 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. Xem xét tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử kết luận, việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố 22 bị cáo về tội phản động lật đổ chính quyền là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến sự tồn tại của chính quyền nhân dân, xâm phạm thành quả cách mạng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy quá trình xét xử tại tòa, các bị cáo đều nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Căn cứ trên cơ sở đề nghị mức hình phạt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định áp dụng hình phạt chung thân đối với bị cáo Phan Văn Thu, tức Trần Công, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. 17 năm tù được áp dụng đối với bị cáo Vương Tấn Sơn, Lê Duy Lộc. Các bị cáo Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết nhận mức án 16 năm tù giam. 14 năm tù giam được áp dụng cho các bị cáo Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý. Hai bị cáo Đỗ Thị Hồng và Trần Phi Dũng đều chịu mức án 13 năm tù giam. 5 bị cáo Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Đồng, Nguyễn Thái Bình và Lương Nhật Quang, 12 năm tù giam.
Riêng bị cáo Lê Phúc, 15 năm tù giam và bị cáo Phan Thanh Tường, 10 năm tù giam. Các mức án phạt này đều thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, ngoài trừ bị cáo Phan Văn Thu. Hàng năm, tai nạn giao thông vào dịp cuối năm thường tăng cao. Thực tế, vào những ngày giáp Tết thì theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông thường tăng 40-50% so với ngày thường. Số người chết vì tai nạn giao thông trong một ngày khoảng 27-28 người. Đến thời điểm này, khi hành khách đã bắt đầu rời các tỉnh, thành phố lớn về quê ăn Tết, các địa phương cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Các tổ liên ngành gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban quản lý bến xe kiểm tra chặt chẽ xe chở khách trước khi xuất bến nhằm đảm bảo phương tiện an toàn. Những xe hết thời hạn lưu hành không cho xuất bến, 100% lái xe xuất bến phải được kiểm tra nồng độ cồn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng lập các trạm kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường, tập trung vào ngăn chặn tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến, việc dừng đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định. Những xe vi phạm chở quá số người quy định sẽ bị cấm lưu thông. Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay, xe tải mang biển số 57K7795 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc khi đến xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã bị lật nằm chắn ngang đường do tránh một chiếc xe máy. Tài xế và phụ xe của chiếc xe tải đã bị kẹt trong cabin và được người đi đường cứu ra ngoài. Tuy không có ai bị thiệt mạng, nhưng vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm có nhiều phương tiện lưu thông nên khiến quốc lộ 1 chạy qua địa bàn này bị ách tắc, kẹt xe kéo dài hàng km. Đến 8 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu hộ phải dùng xe cẩu hạng nặng để dọn hiện trường, giao thông mới trở lại bình thường. Thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay trên kênh VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.